Học xem tướng, tướng đàn ông yêu vợ thường còn hết mực. Quan sát khuôn mặt của người đàn ông cũng có thể biết được tính cách và tình cảm nội tâm của họ. Hôm nay, bạn cùng VT Tử Vi và Tướng Số tìm hiểu những tướng đàn ông yêu vợ thường còn nhé. 1. Tướng đàn ông có thái dương đầy đặn. Những nam giới có huyệt thái dương đầy đặn thường được gọi là cung phu thê, rất trưởng thành về tâm sinh lý. Họ là những người có khả năng tích lũy về tiền bạc. Trong tình yêu, họ luôn là người có hiểu biết, độ lượng và là cánh tay vững chắc cho người phụ nữ trước những sóng gió của cuộc đời. 2. Lông mày. Nam giới có lông mày hình chữ bát, phần đuôi rủ xuống phía dưới, thường rộng lượng, dễ tha thứ và không thích đôi co với vợ. 3. Tướng đàn ông có mắt phải to hơn mắt trái. Theo nhân tướng học, đàn ông có mắt phải to hơn hoặc nhỉnh hơn một chút so với mắt trái là những người sợ vợ. Người đàn ông này sẽ giao mọi khoản tiền bạc, chi tiêu trong gia đình cho vợ nắm giữ và chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền đưa về cho vợ con. 4. Tướng đàn ông mũi nhỏ. Những nam giới có mũi nhỏ thường rất chăm chỉ làm việc, biết tích lũy tiền bạc, không tiêu hoang phí, thậm chí có phần keo kiệt. Với mẫu đàn ông này, bạn không bao giờ phải lo lắng anh ấy hoang phí bên ngoài, bởi tất cả số tiền kiếm được, anh ấy sẽ dành dụm vì gia đình bé nhỏ của mình. Tuy nhiên, để có một danh phận lớn hay giàu có thì sẽ khó nhé bạn. 5. Tai có quách lồi ra. Trong nhân tướng học, phía vành tai được gọi là luân, còn phần gân lồi vòng theo vành tai phía bên trong là quách. Nếu đàn ông có phần quách, đây là tính cách mà hầu hết phụ nữ đều ưa thích. 6. Gò má rộng không cao. Người đàn ông có gò má rộng nhưng không cao thường là người có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình và công việc. Người làm việc gì cũng có đầu cuối rõ ràng và sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình khi có sự cố xảy ra. Do đó, cuộc sống của bạn khi kết hôn với mẫu người này vô cùng yên ấm và hạnh phúc. 7. Nhân trung sâu dài, cằm tròn đầy. Đàn ông có nhân trung sâu dài, cằm rộng và tròn đầy, không những biết cách kiếm tiền giỏi mà còn hết mực yêu thương vợ con và chăm lo cho gia đình. Tướng mặt đàn ông này cho thấy họ có sức khỏe tốt, đặc biệt là hệ tim mạch. Họ có tính cách hài hòa, bao dung, biết cảm thông, chia sẻ với mọi người xung quanh. Được nâng khăn, sửa túi cho mẫu đàn ông này là diễm phúc và niềm mơ ước của mọi cô gái. Trên đây là 7 tướng người đàn ông yêu vợ, thương con. Bạn thấy Đức Lang Quân của mình có những tướng trên không? Nếu không, cũng đừng lấy làm lo ngại, bởi biết đâu mỗi bộ vị trên cơ thể chồng bạn với bạn lại là những bộ hợp với nhau. Do vậy, đừng bi quan nhé. Nếu bạn muốn xem tướng hay xem tử vi riêng, hãy để lại lời nhắn phía dưới cho VT Tử Vi và Tướng Số nhé.